Hello tất cả mọi người nhá. Bây giờ là mình mới có ngủ dậy. Giờ này là tầm khoảng 12 giờ trưa. Thì mình hôm nay mình sẽ đi gặp bé Quỳnh nhé mọi người. Nay mình sẽ đi tạo bất ngờ cho bé Quỳnh. Thì ở đây là con gấu của bé Quỳnh tặng mình nè mọi người. Đấy, mọi người thấy nó cute không? Cute liền. Quá là cute luôn. Thì hôm nay mình sẽ làm một vlog đi gặp bé Quỳnh và tạo bất ngờ cho bé Quỳnh nhé. Nên là mọi người cùng đón chờ trong clip này nha. Ok, let's go, theo chân của mình nào. Mà anh em nào xem được video này thì hãy nhớ đăng ký kênh, like và đăng ký là gì? Đăng ký kênh, chia sẻ cho mình để sớm đạt được 500 cái sub. Để mình Tết mình sẽ đi quay nhiều vlog cùng bé Quỳnh hơn cho mọi người xem nha. Ok. Trời ơi, giọng mình như này nó buồn ngủ quá rồi. Thì ok anh em ơi, mình đi tới cái sân bay á, mình thấy mình nó bùi nhùi luôn anh em à. Kiểu như khá là mệt á, kiểu như bây giờ mà mình đi một mình á, mình khá là mệt luôn á. Thì đây mọi người ơi, đây mình sẽ quay một cái đoạn cảnh ở sân bay cho mọi người xem nhé. Thì mình chỉ đi một mình lên máy bay thôi nhé mọi người. Thì mỗi khi tôi hay quay cảnh máy bay lắm mọi người. Nhưng mà ngày ban đêm á, với cả người xung quanh á, mình cầm camera người ta không có chịu á. Nên là mình bắt buộc phải bỏ cái camera, mình không quay được nhiều anh em à. Thì đây là cái cảnh mà mình đã gặp được bé Quỳnh rồi mọi người. Những cái hành động của tôi nhá, hơi khờ khờ khảo khảo đấy. Nói chung là hơi bị đuối ấy, anh em à. Kiểu như mình đi máy bay vòng lên rồi mình lại đi lên đây, nhưng mà gặp được bé Quỳnh là mình rất là khỏe mạnh nhá, nên không có bị mệt đâu nhá anh em. Đây là mình sẽ cùng bé Quỳnh về chung cư nhá. Thì đây là chung cư của anh Quang con. Anh sẽ gửi kéo như là gọi là như là đi ông già đi kéo xe gác ấy anh em à. Trời trời, coi bà chị Linh kìa, quá như là đứa trẻ con hay nào mà không có quan con nữa. Thế này có quan con nữa chắc chắn thành hai đôi trẻ con nhé mọi người. Nói chung là bọn mình đang chờ quan con nữa mọi người ơi, chờ anh quan con nữa nên là rất là lâu, nên là mình sẽ cắt cái đoạn video này rồi bây giờ mình sẽ lên luôn nhá. Ok, đây nè mọi người ơi, đây là lên chuẩn bị lên nhà của anh quan con đây mọi người. Anh em đừng có nhìn tôi đang đen hùi lùi như con cục hang ấy anh em ạ. Kiểu á, nó đen hùi lùi à anh em, như xấu mấy cái biểu ra. Nhưng mà đây là cam thường á, nhưng mà không sao đâu, kệ bà đi. Anh em xem video á, thì anh em nhớ đăng ký kênh cho tụi, nhớ lại cho tụi đó nha. Thì mấy vị huynh đại ơi, mấy vị huynh đại á, đừng có xem chùa nữa. Thì nhớ đăng ký kênh để tôi sớm đạt được 500k sớm nha. Đêm rồi tha cho người ta. Chịu đấy, chịu đấy. Ok nha. Chị mà
Và cuối cùng cũng không quên cái vali của tôi mọi người. Trước khi tôi lên thì tôi có đem một cái thùng quà siêu to khổng lồ từ ông già Noel gửi lên cho mấy bạn này nhé. Thì mình cũng sẽ khui quà cho các anh chị đây nhé. Một thùng quà siêu to khổng lồ từ ông già Noel. Ok, cùng Phước Lộc bóc thùng quà này nào. Anh Trung Huy đang dùng cái dao để cứa cái băng keo ra. Ok, trong đây có cái gì nào? Cùng đóng chờ nào. Ui, rất là hồi hộp luôn anh em ạ. Chắc là sầu riêng. Sầu riêng. Có sầu riêng gì? Để mùa này chuẩn bị. Đây có sầu riêng. À, cái gì đây? Wow. Bánh kẹo này. Bánh kẹo à? Tôi chỉ là hoa quả ngon. À, quả thật. Cái gì đây? Nho. Trời là trời, toàn là nho chính hãng siêu cấp VIP Pro đấy anh em ạ. Nho này được nhập khẩu từ Indonesia đấy anh em. Trái nho này cắn một phát là phê tới hòm luôn ấy. Đổ vào hùng cho đẹp đẽ. Áo dai. Vẫn trong tủ lạnh vẫn mát. Thùng xốp nó bảo quản được lâu rồi. Thật á? Cái này ăn được không? Được. Được. Thì anh em có biết đây là ai không? Đây là con Omo chuyên chơi game nha anh em. Đây là con Omo chơi game Roblox. Đó chính là bé Quỳnh FF nhá. Thì anh em nào mà biết á thì bé Quỳnh chơi Free Fire không? Nhưng mà đây là tôi sẽ kêu bé Quỳnh chơi Roblox lóc thử nhá. Game này đang hot như hiện nay. Nên là những bạn nào mà muốn mình chơi game này á thì các bạn có thể để lại ý kiến comment dưới bên dưới nhá. Mình sẽ cùng bé Quỳnh chơi trò này cho anh em xem. Nhìn bé Quỳnh di chuyển cũng hay đấy anh em. Mới chơi mà di chuyển được như này là đẳng cấp lắm rồi. Wow, đẳng cấp thế nha. Cũng gọi là biết ra gì đấy. Wow, bay hay thế anh em ạ. Thì các bạn ơi, thì bọn mình cuối cùng cũng đã gặp được nhau rồi. Nên là bọn mình quyết định đi chơi nhá. Không bao giờ ở nhà luôn, không bao giờ ngừng ở nhà luôn nhá mọi người. Thì chắc chắn phải đi chơi rồi, chứ ở nhà là rất là chán luôn ấy mọi người. Kiểu như mà chúng ta mà đi lên rồi chúng ta chơi được có mấy ngày, 5 ngày, 4 ngày gì đấy. Thì mà chúng ta chơi ở nhà không là rất là chán. Nên là chúng mình bắt đầu đi luôn, đi chơi luôn nhá. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm cái xe điện nhá mọi người. Thì để đi kiếm xe điện thì cũng khá là một cái hành trình dài đấy mọi người ạ. À, đi mỏi hết cả chân chưa chắc đã đi kiếm được chiếc xe nữa đấy. Nên là bọn mình cũng cố gắng đi tìm chiếc xe này. Chị vậy thôi. Chào mọi người nè. Mình là Phước Lộc đẹp trai. Mã số của mẹ đến từ Dubai. Thì bây giờ là bắt đầu thuê xe rồi nè mọi người ơi. Thì phải thuê xe cái này phải ngồi quét mã cái thứ rất là mệt mỏi nha mọi người. Rất chi là cầu kỳ và phức tạp nhá, nên là mình sẽ đi tải app về nhá. Hơi bị khó khăn trong cái hai giai đoạn này nhá. Để mình quét thử đây, kiếm cái mã đâu khó dữ ra trời. Đây là Phước Lộc gà què lần đầu tiên đi xe điện. Đây là anh Quang Con với chị Khánh Linh đang quét xong rồi chơi, ngồi chờ chơi. Chơi quét xong rồi ngồi vậy đó, không gợi chỉ người ta gì trơn. Đúng là không có gì hết trơn á. Ok, hấp mình đẹp hả anh em ạ? Sau 7-7-49 tiếng thì cuối cùng chúng mình cũng đã lấy được xe và đi dạo phố nhá. Thì hiện tại là bé Quỳnh đang chở mình nhá mọi người. Thì thời tiết ở ngoài Bắc này nó khá là lạnh á, nên là mình cũng chưa có quen á, nên là mình mới ra thì nó rất là lạnh luôn. Nên là mình phải cho bé Quỳnh chở một đoạn để mình xem nó lạnh cỡ nào rồi mình mới bắt đầu mình chở bé Quỳnh nhá mọi người. Đây, mình hiện tại là ngồi sau bé Quỳnh này. Đấy, bé Quỳnh đang cố chở mình đi chứ thật ra là mình lạnh quéo cẳng hơn anh em mà. Anh em có nhìn tôi đang lạnh quéo hết cả chân mình vào đấy. Lạnh quá. Từ, ôi ơi,
chạy xe chở bé Quỳnh là hơi bị chiêu đấy anh em ạ. Nhìn ngầu không anh em? Chạy chậm thôi, chứ mày đi gần được. Thì bọn mình cũng phải đi hết cái Hà Nội này mới về á. Không đi là không về nhá. Không đi hết là không về đâu nhá mọi người. Đấy, cuối cùng cũng phải đi ra ngoài đây thôi. Không khác gì nó đông như thế nào. Đây là một cái lễ Noel nữa nhá mọi người. Nên là mình cũng không biết ngoài Bắc này Noel nó cũng giống như trong Nam mình không nữa đấy. Nên là đây cũng là một ngày Noel. Nên là mình cũng đi chơi cùng bé Quỳnh luôn. Thì mình cùng với anh Quang Con và mọi người cùng đi trong đám đông nhé mọi người. Không biết đi đến đâu luôn nhá. Đi cứ vòng 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 một hồi không biết đi đến đâu luôn. Thì sau khi mà bọn mình đi chơi xong á thì bọn mình không có quay nhiều cho mọi người xem được. Tại vì trên cái đoạn đường đi này nó đông quá là đông luôn á. Không biết quay cái gì luôn á. Ở đây là bọn mình sẽ dừng chân ở đây rồi ăn rồi cho quay cho mọi người xem nhá. Đây là camera bên mình. Chào đi. Đừng buồn nữa. Thì ở đây có rất là nhiều món nên là các bạn thích món nào thì cứ order đi nhá. Mình sẽ ship cho mọi người luôn nha. Anh em cứ việc order luôn nha. Anh em có thể order dưới phần comment để mọi người mình ship cho mọi người luôn cũng được. Ở đây có bánh mì này, xúc xích này, que này, cá này, nói chung là các loại cái gì cũng có ha. Anh em cứ order là mình giao cho mọi người hết luôn nha. Đừng buồn nữa anh ơi. Đang vui. Xúc xích, mỗi người cả xúc xích đi. Đưa đưa đi. Năm người. Bạn này là quan con. Nghe lưỡi hơi kỳ nha. Hello mọi người đi. Phút đầu đẹp trai thế nhở? Áo của ai đây? Áo của ai đây phút đầu? Áo của nhiều. Áo của nhiều tặng. Đâu, không tặng đâu, là chỉ tặng. Có ai tặng đâu. Chơi gì chơi cũng phải về thăm mẹ của bé Quỳnh nhé mọi người. Thì mình cũng cùng mọi người ở đây về Phú Thọ chuẩn bị gặp mẹ của bé Quỳnh này cùng với gia đình nữa nhá. Nên là các bạn xem đến đây thì các bạn nhớ đừng có tôi đeo nha. Thì mình sẽ cùng mọi người đi đến rồi có cái gì hay nữa mình sẽ quay cho mọi người xem đó nha. Nên là các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh cho mình để xem những video mới nhất ở trên kênh YouTube của mình đó nha. Ok anh em ơi. Thì cũng sẽ có phần 2 hoặc là những cái thử thách gì đó, những cái trò gì đó thì mình cũng sẽ làm trên kênh này đó nha. Nên là mọi người nhớ ăn đăng ký kênh đó nha. Để sớm mình đạt được 500k sub nè. Ok anh em. Bây giờ mình sẽ về quê. Mình đi vào đây, mình về ăn Tết thôi. Đi học chưa ăn Tết gì? Dạ. Về thôi. Kể ra cũng hay. Về thôi. Đây, đây, cái gì?